Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha. Video này thì Khải mua cái chì sát thương 191 này mày. Rồi. Nói chung là mua khá là rẻ. Khải đang định mang sắc lôi cái sát thương này anh em. Mà không biết thì đỡ tính thử như thế nào nha. Cái này mua vài trăm xu thôi. Đã tăng cái lượng đam lên. Nói chung là quá chất luôn này mày. Thằng này thì cố gắng cứ tăng đam thì xúc thôi. 191 anh em thấy chắc không? Đó. Mua được cái này 191 này và mua được một cái này nữa. Mua cái này nữa nè. Đó, mua cái này cho ông anh. Mua này cho ông anh này. Họ sắc 186 530. Cạc thì nhận mới vô bang á. Đó, mua được hai cái chì khá là đẹp. Đó. Đây là sát thương lý nội công dành cho Khải nè. Nếu mà sau này có mang cái này thì Khải sẽ tính cái hướng nào đó. Vẫn đủ 80 chón nè. Tính cái hướng nào đó vẫn đủ 80 chón đó, vẫn đủ 80 chón của em thôi. Vẫn đủ 80 chón, 80 chậm và kèm theo cây này nha mọi người. Đó, Khai sẽ bỏ bớt một món khăn lôi. Khai sẽ bỏ bớt một món khăn lôi và mang cái món sát thương này vào. Chơi full dam nè. Khai sẽ chơi full dam. Rồi. Còn cái này chủ ông anh. Đó, rồi, ok quá đẹp, ai chơi quá chắc nè. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho cái lần đầu tư này một like chia sẻ nha. Khải sẽ lên một hướng đồ khác nữa. Chắc chắn sẽ vẫn đủ 80 chón và 80 chậm. Đó. Và cầm sát thương này bem thôi anh em. Rồi, anh em đừng quên trong like chia sẻ ủng hộ kênh nha. Cảm ơn em đã xem video rất nhiều.